Nam Nhi đại trượng phu không để tôi quỳ trước mặt mày. Cầu xin tất cả bà con, cô bạn, các anh chị em, cô dì chú thế mà đã ra xem cái kênh YouTube Trần Bé Cao của em nha. Chào cảm ơn người nhỏ nè. Mày biết tự chào luôn, chào khỏi cần nhắc luôn. Ê, mày có thấy mấy bữa nay tao bị cà lăm không? Hờ, tao học ai ta? Hình như mình xem kênh có một tiếng mà lắc hoài cái mình bị cà lăm theo quá tao. Không được, không được xem kênh tiếng mà lắc nữa. Đi thẳng vào cái vấn đề ngày hôm nay. Con mụ phù thủy nó đang nấu cơm ở dưới á mà. Ừ, đúng không? Đúng. Bữa giờ tao mà chưa bao giờ mình nghĩ ra cái trò gì mà mình phá nó lúc mình nấu cơm hết á. Công nhận nó nấu cơm dở không? Nó hẹp. Mình ngồi ra có anh em mình nói thiệt, nó nấu cơm dở hẹp. Mà nó cứ tưởng nó nấu cơm ngon nha. Ừ, nó tưởng nó là đầu bếp nha. Trời ơi, bữa nào mà vô ăn mà ngồi ăn mà lỡ mà chê cái món nào dở một phát là tao nó muốn đập luôn cái tô cơm lên đầu vậy đó. Không. Còn nó chưa, mình mới nghĩ ra một cái để cho nó nè. Bây giờ nó mới xuống nó nấu ăn thôi, nó mới nấu cơm với kho thịt vậy đó thôi. Chút nữa nó nấu canh đó nha. Tao sẽ đưa cho mày một bịch muối hột. Mày trút vô trong cái nồi đó cho tao nha. Rồi chút nữa vô bữa cơm mình phát hiện ra canh mặn đúng không? Mình chữ từ trên đầu nó chữ xuống giống như con nô lệ vậy đó, mày hiểu không? Nó nói tao vậy mình ta đi sợ nó đúng không? Mày không thể mày đi sợ nó. Không sợ. Làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện đúng, đó. Đúng, mày là em, mày là vai vế trong trong gia đình thôi, chứ còn bước ra ngoài cuộc sống là chị đập quỳ đúng không? Ừ, nè. Thôi đi xuống đi, thầy cậu Quyên ơi. Vậy gì đó, nó ăn cái lộn vậy canh rồi sao thầy đó quỳ cái nhà kia một con lạc con rùi không vậy Quyên? Nè đó, con lạc con rùi không nè. A few moments later. Nó ơi, em đừng xuất cơm nè. Xuống cơm. Ủa, nấu xong chưa? Nấu xong hết chưa? Đâu. Ồ, canh đâu, canh nào, múc canh nhỏ ơi, múc canh ra nhỏ ơi. Cơm này nghe cơm có bụng dí sợ luôn á. Không có lỗ gì hay hết mày. Đói bụng lắm, đói bụng nhiều tới giờ luôn, mày vẫn giỡn mà. Má đói bụng nè. Đói bụng nhỏ. Má đói muốn xỉu luôn á. Có cơm này nhỏ. Thấy chưa? Má canh nhìn ngon thiệt luôn á. Canh bông đó cũng ngon mày. Canh cá bạch ra đầu mày nha. Đi mày đầu có hồi nha. Đầu có hồi ạ. Con nấu cũng không ngon. Tại vì tôi tưởng cái bà xà không á. Ai ăn là không chê bầu đau được nha. Nha. À không, 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 không. Ấu. Nhanh nhanh ra cơm này, lại, nó cũng quá đi. Nhanh lên đi công việc cái. Thì mà hối dữ vậy, đi đâu? Đi công việc cái nè. Không đi nó hoài à. Cơm. Ăn đi. Ăn đi nhỏ. Hôm nay người ăn thích ăn canh mày. Tôi đói bụng mờ, tôi ăn đói bụng mờ. Ăn miếng canh thử nhỏ, tôi biết nè. Ngon á. Nhìn là biết ngon á. Ngon lắm á. Canh có hầu đồng bàn nha nhìn này. Nó miếng có hầu nhìn nhấp nát vậy nè. Ừ, cái này mà quay thì ghi một thôi luôn á. Đúng là quay đi. Đúng là quay cũng được. Đi cái mày, mày nấu cơm hay mày nấu canh hay mày kho muối vậy? Sao? Mẹ thử nhở? Múc miếng em thử. Để em thử to á. Hả mày lấy cái muỗng mà mày hấp thử. Nấu canh như gì vậy mày? Đừng có sợ. Con nấu là ngon số 1. Mày hấp thử nhở? Tao giỡn mày hả? Đây là nấu. Lại
không nghi mà chưa nêm ở trong tôm quá. Ăn thử tôm đi. Ý, con tôm nhạt nhẽo luôn. Ăn thử đây. Nó đem lẩu muối vô trong đây nè. Rồi con tôm nó chưa nêm gì hết nè. Nghe là hả? Thật thật luôn. Hồi nãy tôm đem kỹ đồ ngon đầu mưa mà ăn rồi. Mày nấu được không? Tự hình ăn mà ăn ăn tôm có mẹ không? Mày nấu được không? Nấu được cũng được thì không. Số bảy tôi đến đem kỹ đồ ngon ngon đầu mưa. Bực bội á. Bữa ăn mày vậy đây. Mày vô lý của bay thôi lại mẹ. Mấy bữa dở là đâu giống nó đâu. Bây giờ nó mẹ quá mới giống nó đi. Mấy bữa mày nấu dở thì mày biết. Đừng có thật. Tao nói thiệt chứ sao gì. Còn lát lỡ một bữa nay đi. Lỡ gì mày lỡ. Mày thái độ mày không biết mày không tôn trọng tao hay sao á. Mày không tôn trọng nhỏ luôn á. Ủa tao lộn gì không tôn trọng ba. Mày nấu ăn dở mà mày ngồi mày cừ nữa mày. Mày nấu ăn mà như một tô mặn thì mày ngồi mày cừ nữa. Không tao lấy nó vô lý mày. Vô lý cái gì? Hồi nãy tao ăn ngon lắm tao thiệt luôn á. Nên hồi nãy mày vừa nói là tao ăn tôm nấu thì ngon nhất khách nãy tao ăn ngon ngon. Sao bây giờ tao mẹ tao biết hay là tao lỡ rồi bỏ đường qua mình muốn biết. Tao không biết. Thôi để tao xin lỗi tao. Tao không dở mày ra mày ngồi đó mày cừ. Tao nấu được. Nấu gì mà nấu lại. Tao ấp một nửa lòng dữ mày. Mày làm chị tôi hơi bị lao á. Đừng có làm chị nó nữa, mày làm em nó luôn đi. Rồi nửa lòng cho. Nó có bị nhiều không? Mà để cho chị giải đó. Bực bội thì có bay. Rồi có mấy cái miếng canh đây bỏ luôn. Rồi cá hồi rồi đây bỏ luôn hả? Đâu được em nữa mày ăn chó đi. Bé muối quá. Giống như đang ở cái chỗ cái bay miếng sao bình á. Còn nghĩ nó phải khó khăn. Rồi bây giờ đổ cái son đây hả? Ừ, người thì không có ăn. Mấy người cứ thì nấu vậy đó. Đúng rồi. Bây giờ sao? Vớt cái cá này ra nấu lại cho ta một nồi canh khác. Còn cái mấy cái rau này thì bỏ cũng được, cũng đỡ phí. Vớt cái cá ra nghe chưa? Ừ, giờ ăn canh thịt bà đi. Nấu lại lẹ cho tao. Đi lên nhỏ. Đi lên đây nói nè. Lỡ một bữa mình lộn như vậy. Mình cơm mình muốn sao? Đi lên đây nhỏ, lên đây. Bực bội thiệt luôn mày. Bực bạo ghê nhỏ, mày cất con nhỏ. Đau quá đi. Bắt cái tao cái nhỏ. Bắt cái tao cái hử. Tao kia, tao kia. Mày mày. Đồ điên rồi. Đau quá. Đau quá đi. Nhưng mà vui hả? Trả thù được con quỷ đó vui nhà sơn đầu mà lật. Chưa bao giờ mà tao vừa cái lòng tao giống bữa nay luôn á. Dạ cái nữa. Nó đang nấu một nồi canh ở dưới nữa đó. Đi không? Đi. Phải nữa. Tắt máy đi nhở. Mày là mày mày theo nó để mày khóa tao đúng không nhở? Có mày nữa. Mày khóa nó làm gì? Nè, nó có phải em tôi không nhỏ mà thay nó mày khóa tao luôn á. Phá gì? Tao phá gì mày? Ý là nó phá gì mày? Mày có phá không? Không. Nó phá gì mày? Phải là phá được ăn của tao. Ai tao? Tao biết gì đâu. Thôi tắt đi. Nó chỉ là người quay thôi mà. Tắt luôn. Không liên quan gì tới cái nhỏ hết ta. Tao là người đàn ông trách nhiệm trong nhà này. Tao. Bây giờ tao hỏi nè. Đứa đâu? Tao. Tao là anh hết á. Quay xuống. Mày nghĩ sao đồ ăn của người ta không có ăn, bỏ mày đem khóa như vậy mày. Rồi bây giờ tao đem tao đũa rồi canh như vậy. Mày có quỳ xuống không? Nam Nhi đại trường phu không để tao quỳ trước mặt mày. Tao làm gì mày? Không nghĩ. Mày phải hả? Mày đừng đụng cái bé nhỏ nha nha. Tao chém nha. Nha. Bây giờ mày nói đi. Đứa đồ là có người bỏ vô. Tao đây là bỏ muối hay bỏ mắm gì trong này nhiều lắm đi. Tao bỏ vô luôn. Tao bỏ vô hết đó. Mà tại sao mày lồn như vậy được? Mày biết quà kia không? Hồi nãy mày cũng nói được tao không có đó em. Mà bây giờ mày lại lồn như vậy. Bây giờ mày sao không hiểu? Sao gì? Lấy do gì mày khóa được anh? Mày hết thời gian đúng không? Mày hết thời gian đúng không? Chơi gì? Mày cũng con nhỏ mà em thấy cái đồ canh đó mày chưa à? What the fuck?
cái pho cao này ra thử để người ta thấy mày quánh tao nè. Quánh đâu nữa vậy? Đó. Quánh đi. Quánh mạnh vô cho clip nó hay thử nè. Thôi xong mà nếu thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.